Hello, chào anh em. Lại là mình ơi. Chơi. Hôm nay nắng quá. Hôm nay nắng á, trời tay mát nhẹ. Mình đang vào bờ nè. Bờ mê xe. Mình mới mua được khẩu súng đây nè. Khẩu súng AK-47 đâu? Đâu? Khẩu súng này đây nè. À, khẩu pháo à. Đừng. Bắn luôn cái nhà của mình nhá. Ừ. Bắn pháo. Khẩu pháo đây nè. Khẩu pháo ấy. Khẩu pháo. Đấy là khẩu pháo đây nè. Đừng có bắn nhà mình. Nhà. À đây, bắn nhà này. Bắn đúng nhà rồi, này. Bắn đi. Bắn nhà chi gì? À. Ơ, màu hồng nhanh tính không có người. Duy Chi, đúng rồi, Duy Chi. Bắn người khác vào nhà Duy Chi, mất ngay quả nhà. Đây. Thế như có thằng gì khủng lồ vãi. Anh ơi, dính ăn. Đâu, bắn người khác cho cái ông bắn nước tranh này lên thiên đàn. Ê, ông Duy Chi này múa nhỉ? Đâu? Ông nước bắn tranh. Ừ. Cho tôi xin một cốc nữa lên không tôi uống luôn. Ông để không cho mình rồi mình đi xem. Ơ, có một thằng áo đỏ nè. Có một thằng áo đỏ. Anh nhắm chúng. Lamborghini đi đâu rồi? Lamborghini à? Ơ, nhặt được tiền rồi. Có cái gì mà đi ra cái đường thôi mà. Ơ, ở chiếc xe này bị đâm đầu vào tường. Thôi đi tiếp. Không có chuyện gì xảy ra. Chơi chạy nhanh. Chạy nhanh đâm vào cả cửa tường. Không có cái gì luôn. Trời sáng này mình đi đâu đấy? Anh nhập mã gì á? Nhập mã chạy nhanh ơi. Đúng rồi, chạy đi anh ơi. Thằng này ăn trộm tiền của người ta. Thế sao không bảo tao sớm? Ăn trộm lại. Yeah. Tao bắn chết mày bây giờ. Mày có tin tao bắn chết vào khu mày được không? Mày có tin tao đánh mày không? Này. Chạy đi đâu con? Chạy hút vào một phát nằm chết luôn. Anh nằm lăn quay ra đường. Anh vạ đấy. Đến đồn cảnh sát ngay. Không tao cắn. Tao đánh mình. Đánh đập nó. Để anh chuyển khác. Chuyển mã mới. Mã mới. Sau đồn cảnh sát có mã này. Ấn tiếp. Rồi. Rồi. Đây có gì đây? Bánh mì chập thì. Yeah, em thích món đấy lắm. Rừng ngon nữa. Đi đâu đấy thằng cu? Cái thằng này đâm đi vào xiên đá luôn. Ôi xiên qua tường luôn. Ôi coi. Đi khéo nào. Sao cái đi chạy đấy? Chạy nhanh ấy. Chạy. Ai chẳng không đuổi được. Đúng rồi. Nhưng mà anh có chạy đi đâu hơn. Đây? Sorry. Chạy đi đâu đây? Nào, chạy tiếp đi. Thích chạy không? Thích chạy không? Chết. Tiền. Hay quá. Cho cái sát một quả bom thêm đấy. Một quả bom như nè. Đấy chưa? Ghê chưa? Còn dám cảnh sát nào vào đây tôi bắn nhiều phát rồi. Đúng rồi. Nó thấy mình cầm nó bỏ chạy luôn. Đù anh ngầu vãi.
Em ngầu lắm. Ừ. Ô, em ngầu nhất trường. Có một thằng áo đen này đi qua không biết chào lại cả. Đấy. Bây giờ mới chào. Ngoan lắm. Bắn cái thằng đại ca to nhất này đi. Ồ, thằng xe cu này. Ồ, ồ, thằng dưa hấu kìa anh ơi, em nhìn thấy rồi. Ồ, hả, quán ta... hamburger. Và đây nhặt tiền đi. Hay quá. Nào, kiếm chỗ nào thêm tiền. Anh ơi, kiếm chỗ nào thêm tiền thôi. Ơi, ở đây có nhiều tiền chưa? Mày mà không cho tao, tao đánh tao nổ bom cho mày một phát rồi. Mình đi thôi. Anh ơi, đi lùi làm gì? Làm chi cái xe này? Giấy! Thấy chưa? Ê, ghê nhỉ? Ô, bay cả tiền. Lấy rồi. Để đi tiếp. Ơ, cái gì đấy? Có cái cột, cột. Cột, cột gì? Cột điện. Cột đèn màn mới. Ây. Đi, đi, đi. Đi trăng rong trời. Ôi ơi. Ôi ơi ơi ơi, xít nữa thì ngã. Đi với đâu là tiền nha. Ơ, tiền kìa. Chết nữa. Ơ, không cho mình tiền. Đấy, đấy. Đấy, từng một cái là nhà đâu bị rồi. Đấy, nhiều cái rồi. Ơ, thằng này cũng có tiền luôn. Hai thằng có tiền anh ạ. Hai thằng có tiền. Hai thằng này đều có tiền cùng nhau. Mỗi thằng có tiền luôn. Thằng bên này chê đi. Xem nào. Nhiều tiền thế, nhà nó giàu đấy. Ít kỷ không cho người nghèo. Anh đầy tiền mà. Ừ. Anh đi đâu cũng cho người khác luôn đấy. Giết người để có nhiều tiền thêm đi. Ơ, thằng này. Thằng này thằng cu không biết cho tiền. Ê, thằng này xấu lắm. Nhìn mặt nó em biết là xấu ngay rồi. Lấy cái máy tính vô mày làm xấu gì? Tính á. Này này, biết ngay mà. Biết. Cả hàng chuối này nó hay xấu tính á. Đúng rồi. Em nghe nói thằng này phải... Nó thấy mình ăn trộm tiền nó đánh ngay. Nó đánh ngay ấy. Nó đánh đâm đầu từng. Đây, thì ở đây có một... Thằng chơi iPad. Thằng chơi iPad chạy luôn. Có một thằng cảnh sát này. Thằng áo đen. Ra bên cái đồn kia. Ơ, coi. Thằng này chơi iPad tiếp à. Thằng này ra đâu mà chơi lắm iPad thế. Đúng rồi. Chơi nhiều iPad mà chơi nó hỏng mắt à. Chẳng thế. Đi tiếp. Xem coi. Ơ, trời sắp. Ơ, trời tối rồi anh ơi. Tối rồi mà có đèn. Tối rồi mà có. Ừ, cậu chủ quán. Ồ, ở thằng này. Chết này mày. Bây giờ nó đánh mình. Này này, ui đâm đầu rồi. Chết ngay luôn. Chết rồi. Ui, thích tiền quá. Từ vào cái cửa hàng này mới quá. Ừ. Ô, có một thằng cao chưa? Ui, thằng này đứng lên không trung mà anh đứng lên cái bàn. Thằng này chắc là thằng ma rồi. Ui, anh được có nhỏ, có tí, nó to vãi. Anh nhập mã to đi. Anh nhập mã to vãi. Ủa? Đây. Bom nhảy đây nè. Đứng bom nhảy. Cái thằng nào nhé không? Trên kia có một cái tiền. Thằng dưới này mà. Đúng rồi. Chắc
đây chạy lên đó. Trên kia tận 4 cái tiền. Rồi đây 5 cái tiền. 1, 2, 3. 3 rồi. Thêm 4, 5, 9 rồi. 5, 9, 9, 9. 9. Morality. 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 Rồi. Rồi. Sức nhảy cao cũng nhanh. Nhanh tới nhỉ. Ơi nhảy cao quá. Ui 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 ui. Thích nữa. Anh em mình ạ. Thích nữa ngã ngã. Cô trèo lên đây. Coi. Coi nó có gì không. Ui 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 ui. Hết rồi. Từ từ. Chắc mình chuyển nhảy cả. Chạy nhanh quá chắc là thế rồi. Nhảy lên đây xong rồi nhảy lên đây cái. Nhảy lên đây. Ui ui ui. Nhầm. Chết rồi quá. Anh ơi anh lên cao đi. Nó cứ cho mình xuống. Được, được rồi Phong. Và tận đây luôn ạ. Được quả tiền ngon á. Ngon nhỉ. Nhưng mà hơi cao rồi anh ơi. Cao quá rồi. Anh nhảy tận lên đây luôn. Chết rồi. Rồi rồi. Trên đây. Hết muôn giờ đi. Giờ đi. Anh em chuẩn bị nhặt tiền này. Ấy. Bùm. Ngon. Đúng 30.000. À 30. Còn 30. 30 tiền. Có 30 thôi. Để anh mình đi mua thêm đã. Ừ. Gì đấy? Đây đấy xem có. Không có tiền. Thế đấy anh nhặt rồi. Đúng vậy anh ơi. Đúng rồi. Ở đây coi. Coi chi nhiều súng quá. Chỗ này mình chưa mua. Mua. Toàn là súng xịn thôi anh nhỉ. Toàn súng xịn thôi. Có súng gì đều cả. Anh ơi bom đi. Bom để anh đi. Ui. Coi cái súng AK-47 coi. Coi nó thì nó nhỏ quá. Nó chỉ có một tay cầm thôi. Ơ, súng này đi. Ngon. Ngon. Quả này ngon hết rồi. Ngon hết rồi. Mua hết cho súng này. Đấy. Ngon. Đấy. Đạn nó to lắm đấy nha. Ừ kìa. Ui, suýt bắn quả nhà luôn. Bắn quả nhà chắc 5 sao luôn đấy. Bye bye ông chủ. Bye bye nha. Ông chủ quán đẹp nhỉ. Anh chia cho mấy bạn zombie cái tiền này. Mấy bạn zombie đã. Quỷ ám diệt. Đâu quỷ ám diệt đâu không. Zombie mà. Có cái đầu bài. Zombie lắm. Mới sáng ra đã nhìn thấy một con zombie nó ném bom kiểu này đấy. Ôi giời ơi. Tự hủy. Tự hủy mình. Ngu quá ngu quá. Biết bạn mình làm gì đấy em zombie này. Em zombie này làm gì?
gì đấy? Làm gì đấy? Làm gì đó? Cái sao tiền này? Đấy, tự đi mà hủy mình. Tự đi theo mình đi nhỉ? Tự đi theo gì? Mấy bạn này thích giết anh này. Không biết giết ai cả. Chết rồi, chết rồi. Xíu. Dừng lại. Dừng lại, nhanh lên. Quả ngon đây rồi. Ngon đây rồi. Gói gói. Gói gói xuống đấy. Nguyên tự quỷ. Đi mà quỷ. Cứ đi theo anh nhé. Quỷ quỷ. Này mà. Mấy em đi. Đi theo anh. Thấy chưa? Tự ngu tự hủy luôn. Ngụy ngu này. Ngu đi. Cái thằng áo nha. Ừ, cày vãi. Dùng súng kìa. Wow. Súng bắn bom thôi. Đây. Tao dùng súng này á. Ừ. Tao súng này nè. Náo náo. Náo tới đây. Tới đây mà lại. Lại chắc tao đi. Chắc bắn một phát năm sao luôn. Tự hủy tao đi. Thử xem nào. Vào đây vô. Vô vào. Đi vào đây hết. Anh ngắm chuẩn. Bắn. Bắn. Không. Thôi. Dùng cái bom. Đúng rồi. Nhắc. Ném gì? Ném bom. Ném bom. Ném đi. Bọn mình có 24 cái. Em zombie này. Đứng góc một chỗ. Đừng có đi lang thang. Đừng có đi lang thang. Nào. Đi theo anh tiếp đi. Không dám không? Đi theo anh tiếp đi. Ôi hai đứa cắn đầu ở nhau. Đúng. Nó cứ đi phải đi. Có ba đứa. Lại. Có tiếng dế kêu ở đâu không? Mấy con nhảy ấy đi. Đúng rồi, nhảy ra. Còn một con cuối cùng để anh dùng gậy. Nhìn anh đẳng cấp chưa? Ui, nó bay cắn đầu vào nước rồi. Có mấy bọn kia kìa. Có mấy bọn chuột thăng kìa. Nó đi máy bay chuột thăng luôn. Anh ơi có súng không? Anh có súng để anh mua thêm đạn cho cái súng này. Để anh ngắm chuẩn cho mà xem. Ngắm chuẩn mấy zombie chết. Zombie xong đời luôn. Xong đời đi em. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Có tới nhà ai đấy? À, cái nhà này tôi cho nổ cả bom sập cả nhà luôn ấy. Không ăn thua. Không ăn thua. Chưa chết. Ừ, ở trong kia còn nước kìa. Ở đấy mà làm hỏng điện thoại. Quay nước cả sập cả khu này nữa. Lại chạy. Lúc này chạy luôn nhỉ. Ô, không đi. Đứng lại gì? Tôi cho tiền. Nó không thích tiền đâu anh ạ. Nó đòi ai. Nó không thích. Tôi đã bảo đứng lại để cho tiền. Nó không thích. Vẫn cố không đứng. Còn này nó máu nha. Cái đấy thích. Đúng rồi. Lấy tiền của tôi đi. Cho đấy. Thôi, nó lấy một đồng thôi. Nhờ. Thằng này không lấy. Cay vãi. Không thích. Thế anh sẽ cho một bài học cho nó. Nhưng mà nhớ lời hôm trước nó cay. Ui nó. Đấy nha. Chắc nó tự vào, nó tự... Rồi đi tiếp rồi. Coi thằng này chết này. Cái thằng này
chết giữa đường mình. Ông là cảnh sát xe đồn, cảnh sát cô khách hàng huyện bị điện xe điện vào chân. Đi đâu không điện đi đây. Ô thằng này tôi cho tiền chết luôn. Ôi ra tiền, ôi ra tiền nó đấy, tiền tiền mình, tiền nó lấy ở đằng sau rồi, tiền mình ở đằng trước. Vẫn ok. Ê, à, hay thế nhỉ. Ôi thằng này nó lấy hoa của em ấy. Và cắm nó xài luôn ạ. Hãy nằm xuống đi. Của cảnh sát mà, cảnh sát mang ra nhảy mà. Đi xem nè. Kết quả của anh ấy. Cứ về nhà đi anh ơi. Tối rồi. Đúng chuẩn. Mùa thì ôi em bị ác rồi. Đúng rồi. Cái quán này 10 điểm. Đúng rồi. 10 điểm cho tiền.